Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại quay trở lại với cả một concept mới đồ uống khá là hấp dẫn được làm từ tất cả các nguyên liệu mới của Da Vinci. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả hai món đồ uống đầu tiên, đó là chúng ta cùng đến với món đồ uống món tên của món này là món Jojo Sunrise. Và nguyên liệu mình sử dụng đó là có Da Vinci vải này, có citron, mình sử dụng ly môn và nước chanh, nước nho cùng các nguyên liệu để co rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé.